Đây là những hình ảnh tại hiện trường đại công trình khai thác đá lậu của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại và du lịch Vũng Tàu ở chân núi thuộc ấp 4, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà phóng viên báo Thanh Niên ghi nhận vào chiều ngày 26 tháng 5 năm 2020. Tại hiện trường có hàng chục công nhân đang đục đá, 4 xe cuốc bánh xích, nhiều ô tô ben đến chở đá ra khỏi công trình. Công trình khai thác đá lậu này đã được báo Thanh Niên phản ánh từ lâu nay và chính quyền các cấp đã yêu cầu công ty Vũng Tàu chấm dứt hoạt động khai thác mỏ nhưng công ty này vẫn phớt lờ. Một cán bộ phòng khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, công ty Vũng Tàu chưa được phép hoạt động mỏ do thiếu các thủ tục về đất đai. Vụ việc công ty này liên tục triển khai hoạt động khai thác đá trái phép đã bị lực lượng chức năng, chính quyền các cấp lập biên bản xử lý. Trước những hành vi vi phạm liên tục của công ty Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ và Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xử lý hoạt động khai thác khoáng sản của công ty này. Trước các đề nghị này, ngày 23 tháng 4, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ, Sở Tài nguyên và Môi trường và công ty Vũng Tàu, trong đó yêu cầu công ty này chấm dứt hoạt động khai thác tại mỏ đá và di chuyển toàn bộ thiết bị máy móc ra khỏi khu mỏ. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ cho phép công ty tiến hành khai thác khi hoàn tất các thủ tục về đất đai, ký hợp đồng thuê đất. Văn bản chỉ đạo là vậy, nhưng chiều ngày 26 tháng 5, tại khu mỏ của công ty Vũng Tàu vẫn đang diễn ra hoạt động khai thác đá trái phép. Tại hiện trường, một diện tích đất rộng hàng ngàn mét vuông được các xe cuốc đào bới nham nhở, lấy đá cho các công nhân đục thành phẩm từng viên. Hàng chục bạt che nắng để các công nhân ngồi đục đá nằm dọc khắp khu đất. Làm việc với đoàn kiểm tra Ủy ban nhân dân xã Tóc Tiên, ông Nguyễn Văn Hiền, nhân viên công ty Vũng Tàu xác nhận khu vực các công nhân đang đục đá nằm trong diện tích khu mỏ. Đoàn kiểm tra Ủy ban nhân dân xã Tóc Tiên đã lập biên bản ghi nhận các công nhân đang khai thác đá trái phép. Hiện trường có 80 mét khối đá trẻ thành phẩm. Ngày 27 tháng 5, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tóc Tiên cho biết, để tránh việc công ty Vũng Tàu tiếp tục khai thác đá trái phép, Ủy ban nhân dân xã đã báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ đề nghị chỉ đạo các lực lượng chức năng thị xã làm việc với công ty này, yêu cầu chấm dứt hoạt động tại khu vực mỏ khi chưa được phép. Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đến khu mỏ đá của công ty Vũng Tàu ghi nhận hiện trường. Do công ty Vũng Tàu đã vi phạm nhiều lần, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có văn bản yêu cầu công ty chấm dứt hoạt động khai thác cho đến khi có đầy đủ thủ tục về đất đai mới được khai thác. Với những vi phạm của công ty Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dự kiến sẽ rút giấy phép khai thác mỏ của đơn vị này.